Cái gì ghê vậy? Ủa sáp. Sáp Văn ơi. Có gì đâu. Đi hơi nặng nặng. Đi. Cái gì vậy? Còn con sáp. Rồi nặng luôn. Con gì? Trời, con giỡn. Trời, con này. Ôi. Còn nữa nặng, hai con ba con nha. Trời ơi. Chào cả nhà. Hôm nay tiếp tục đi thăm bãi. Nay thăm có đi có hai anh em mà. Đi với em Giang à. Còn vợ hôm nay nghỉ nhà, bị bệnh nghỉ nhà đây. Ở đâu ta? Vợ bị cảm rồi. Dính nè. Rồi một nụi đây. Hai con nữa. Hai con luôn. Mới sáng ngon vậy. Đầu tiên hai con rồi. Hôm nay thăm ở luôn ở Thủ Thừa. Nay là thứ hai, ngày 29 tây tháng 1 hay gì đó, qua 28 đúng rồi, ngày 29. Còn cái này nữa. Cái khi được hai con. Trời ơi. Cái này chuột lên đường. Còn lúa trong ăn ta. Chào cả nhà. Này có hai anh em mình đó. Vậy. Rắn nó vô xiết chuột cái gì. Đây con cái nè. Ủa đâu ta? Lẽ mất rồi. Chúc bạn may mắn. Vô nhà bỏ quan. Mày con cái đặt sau nhà bỏ quan. Có gì đâu. Đi hơi nặng nặng. Đi. Như vậy. Rồi còn hổ sáp. Vừa trời. Đây có hổ sáp luôn trời. Trời ơi hổ sáp. Con này nhỏ à. Ghê hả. Đó. Ghê. Ngon lành. Vô em ơi. Vô rồi vợ ơi. Trời ơi, hành. Ôi. Còn nữa nặng. Hai con ba con nha. Trời. Vô kèo. Em ơi, này vô em ơi. Trời ơi, nó nặng. Kéo luôn. Cái ơi nặng lắm. Ủa hành ngon lành. Hình nhi con nhất này cứ con cứ hai con chứ bắt Giang giờ không có vợ kia em Giang bắt giùm chứ. Bắt mình cũng được mà có cực lâu xíu. Ừ. Ôi, dính. Ê con đó hổ đó, nó dính nặng á. Hổ hả? À? Ừ, chỗ nhà quan đó. Qua bên đi. Ôi, dính băng bự chứ, đáng băng bự.
Con bự được hả? Em không như chị là thấy bắt bự chứ. Chị là bắt bự sao? Đó rồi 6 lạng. 7 lạng. 7 lạng luôn hả? 7 lạng. Ngon lành. Rồi trứng nữa nè. Một con. Trời ơi, y phân. Không có hai con, con nó dính đầu tiên. Hai con phải không? Trời ơi, hưng con rồi. Nó khô. Lâu quá khô. Con nó thư rồi, thả lên đây. Nó thay da nè, nó khô nè. Dưới kìa. Dưới đâu? Kìa. Mấy. Thả hả? Thả đi. Rồi thả đi. Rồi bọn nổi luôn. Được con à. Trời nó bọn nổi kìa. Nhì. Không biết cái nhì à, chắc nhì quá. Nhất. Nhất hả? Độc nhất. Nhất. Hành đen mà. Tâm là ăn khỏe. Nhất nhất. Ê. Ê. Cái gì vậy? Đã khô mà còn rút vô đây nữa. Bỏ nước đi. Mẹ đứng đó. Rồi, ba lạng, bốn lạng. Còn một xíu. Chỗ nhà quan nãy nè. Sáp. Khoan vàng như cổ. Hai chặn đàng hoàng. Đó. Thấy không? Có gì đâu. Hai cậu ở trên hết rồi. Ừ. Bảy xíu, bảy bánh mì. Nhỏ 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 như ổ bánh mì vậy. Đi sáng giờ đi mới tới đây là ngon, dính vậy là ngon rồi đó. Chọc cái chứ vậy? Không tới. Sáng mắt hình cái. Rồi được con. Nhỏ nhỏ còn không giờ không dính nó bự ra. Hổ sáp này, hổ đất này, nhỏ nhỏ không. Chúc. Ngon lắm. Giờ mấy anh em vô chuột tiếp. Rồi đánh còn 2-3 cái gì đánh nữa. Đó. Rồi. Tiêu. Hay dưới trời. Gì cũng mất nữa. Mới mất hai cái em vàng cũng bị mất hình cái. Rồi. Ở cái này còn hên quá. Rồi nặng luôn. Con gì? Rồi con giỡn. Vô kèo ơi vợ ơi. Con giỡn. Là la 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 la. Con lành. Nước không? Bảy lạng vậy? Bảy lạng à? Kệ đi. Bảy nhỏ mà. Dồi không thì gớm. Dồi vậy gớm. Nước ngoài tao bán đó. Ngoài tao bán thôi. Quá trời cái kim nó dài. Mày vô này mấy bữa rồi. Lời đặt lời bảy nãy dính chưa đặt nữa. Nãy dính mừng có lấy luôn rồi. Dính đắng bự quá mừng. Xách đi luôn.
Mốt yêu cầu là vợ anh không có vô bẫy này nha. Bẫy siêu dính vợ anh. Nhà nó không dưới không được. Tại nông thung thôi chứ. Nhẹ nhẹ thôi, đầy rắn, tội nghiệp nó. Mạnh lên. Ba hồi kêu nhẹ nhẹ, ba hồi kêu mạnh. Ở cái lỗ mà chui ra con. Làm dở quá, làm thua chị nữa mà chị nó giờ ra đó. Không? Ừ. Chắc có ra rồi. Nó sao? Có gì đâu. Bảy lạng, tám lạng. Ngon lành. Bảy lạng. Ốm. Gành đực. Gành đen. Trời ơi, hành nó ra nữa. Lộn xộn đây nha. Hành này nó không muốn ở trong đây. Rồi, ngon lành. Bên đây con cái. Mượn đây. Ôi dính, ngon lành. À, anh nhì. Vô lâu luôn rồi. Con khô luôn. Con nặng dí vậy. Vì đây cái đầu. Đây cái đầu với hai con nữa. Trời ơi, ngon lành. Hai con luôn. Bông rau muống quá trời, bông rau muống con chú con cắt con cầm lúa. Cái gì ghê vậy? Ôi sáp. Sáp vàng ơi. Vô kèo, vô kèo. Sáp vàng rồi mới chát luôn, cái đầu mới. Mới đi ăn tối luôn. Ngon lành. 4 lạng nữa. 4 lạng nữa, nửa ký 4 lạng, 3 lạng gì cái đó. Sáp vàng. Đi, đi. Con này mập mà. Mới nó còn một sốt nữa. Tình hoa muốn biển. Rồi, tôi muốn bông quá trời đẹp ghê ha. Đại hội hả? Bắt luôn không? Bắt luôn đi. Ở đó kìa, ngay đây. Đây đi. Đại hội hồ sáp nữa. Đây có bảy anh ra luôn, bảy hai con này. Dính ở chỗ ngay chỗ ổ ong mật á. Cái này hai con nhì. Hả? Hai con nhì. Ba con nhì. Nó kêu rồi đi thăm xong bữa sau mới vô luôn. Ủa? Này con nãy con đầu tiên nè. Con này sắp sắp dày. Con này sắp vàng. Nãy clip này bắt giùm lấy chừng 5 xị tiền công thôi. Ừ. Con này mới vô đậu mới. Mới vô, đậu chát luôn. Chát luôn. Sao mà mặt trăng thì có một bụm vậy? Đó, đó, đó. Đẹp. Đó, trăng xíu à. Đầu trăng xíu còn ngon ta. Nó bị mờ nè, nó vàng quá, nó bị mờ nè ha. Chuyện con này nó lai á. Ừ. Nó lai răng... răng nữa. Không phải, nó lai hậu chúa, nó không có mặt răng á. Giống hậu chúa quá. Răng nhỏ mở ra chi, quên. Mở cọc cọc lại.
Mày trúng nữa rồi. Mày trúng nữa rồi. Trúng nữa rồi. Hai con khó ra lắm. À, em bắt mà khó. Hả nào cũng ra. Không ra không phải làm sao cho ra. Đồ, đái lùm à. Đó, không? Hai con nhì luôn. Hai nhì. Vô. Vô. Nó có đồ kia. Còn lại đây. Còn lại đây tính. Đứt hết cổng thun rồi. Thun không dám cắt cổng bự nữa ta. Nhỏ nhỏ nó dạng bự quá, ghi không nổi. Sát khẩu. Hôm qua thì đi qua không có, qua không có dính. Bữa trước dính ba con. Cũng nhỏ nhỏ vậy không đó. Nay dính hai con rồi đó. Tuần này đó, hôm nay đâu chạy hổ đâu, hôm nay chạy nè. Hôm nay đâu có, đi thăm máy cử đâu có dính hổ đâu. Hổ con không? Không có hổ mẹ ha. Hổ mẹ đi ăn chưa về. Hổ mẹ lâu đi lắm. Ăn một lần là nó no dữ lắm. Hổ con này ham đi chơi nè. Đất vàng mới đi, đồng mới chát luôn. Đó, còn kia ngóc đầu rồi. Kệ nó. Không có sợ nó đâu. Không rút ra. Quên. Trời đất ơi, chọt vô mà không rút ra. Cái vàng con nó mập. Mập tới đít luôn. Này con, nhà giờ phải đóng luôn, nhỏ không à. Con bự. Kiếm con ký cho lên mà không dính, dính tàn là 3 4 lạng, 4 5 lạng không à. Rồi, giờ mấy anh em vô chuồng đi tiếp. Này con cái, mới mất cái nữa. Sáng mất 4 cái rồi. Trời, chuột cái queo. Dính. Còn hai cái bẫy cuối cùng. Dính dựng đây. Rồi, cũng có lỗ chung vô. Rồi xong, chuột cái queo. Một cái vàng. Trời, nó hoàn chết luôn. Vô hành vừa hờ chuột. Cái cuối cùng. Có gì này. Rồi, người kêu. Ê có hành ba. Cái cuối được có hành ba. Thiếu. Chờ. Còn đây một cái nữa, quên nữa. Trời, được còn ba nữa. Gần quá. Lấy gì bác? Ngồi kì vậy. Nè. Cái bác là không đưa đầu ghè lấy gì bác. Hai con à. Hai con hành ba không. Này mới vô cũng chuột. Trời ơi ơi, sáp mình lùa thấy ghê không. Hai con sáp đó. Nhà ba con, năm con. Dữ thiệt. Chút chút không. Đó, thấy không? Ở con chuột luôn, đừng cho nói. Nghĩ sao không cho nói. Ôi nó mất lạng. Đó. Ừ, giờ mình bự, giờ mình bự chứ bộ. Để giờ mình 7 8 lạng nữa. Cái này mất 4 5 cái. Trời ơi, vô luôn.
Hoa hoàng bắt được mà hoa hổ ngựa thì thả. Thôi cột phải cắn luôn. Hai con này chắc chừng 8 lạng gì. Ký không? 3 ký không? Chắc được 3 ký á. Đâu? Vừa 3 ký tư 20. 3 ký tư 20. Đó, thổi nữa. Một ký đúng luôn, trừ 2 lạng, còn 8 lạng. Hai con nó 8 lạng. Ngon lành. Tối này 3 ký 4. Còn trừ lạng còn 3 ký 3. Ngon lành. Nhiều. Sắp 1 ký á. Trừ ký 2, còn 8 lạng. Còn 8 lạng. Rồi. Thành quả được nhiêu đó cũng được. Tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn cả nhà lúc sau.